Hôm nay là ly cà phê thứ mấy rồi? Không hiểu sao hôm nay với bạn Thảo lại khó đến vậy. Tối qua lại cùng với bạn trai, khó trời xa chứ gì. Làm ơn đi, cái kiểu quan tâm của anh, nếu như đem vào trong công việc, đã làm tổ trưởng từ lâu rồi. Cô nói cái gì vậy? Phải rồi, hình như gần đây Lâm Phương không có tác phẩm mới. Có giống như mấy tin đồn ở ngoài không? Sắp rút lui rồi hả? Thôi đi, mấy loại tin đồn không có căn cứ đó. Nếu có thể tin được 20-30% thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Hơn nữa người có trình độ như anh ấy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn hợp tác. Với lại gần đây anh ấy sắp hợp tác với các mễ nhi đó. Thật hả? Thiên tài và thiên hậu thật đáng để mong chờ đó nha. Tôi đi đây. Hay là mình khỏi gọi, cứ để anh ấy ngủ. Alo, anh dậy chưa? Không phải hôm nay anh họp với các mễ nhi sao? Đừng tới trễ đó. Bye bye. Sống không có khoa học gì hết. Kiểm tra siêu âm cho thấy không có vấn đề gì. Có lẽ gần đây do áp lực thi cử quá lớn, lại thường thức khuya, cho nên kinh nguyệt mới không đều như vậy. Tôi cho cô toa thuốc điều kinh, uống 3 ngày trước, về uống thử xem sao. Bác sĩ à, có cần phải tái khám không? Nếu sau 3 ngày cô uống toa thuốc này mà có kinh trở lại thì khỏi. Dạ được, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không có gì. Bác sĩ Tôn à, của chị Tôn gửi tới đó. Cô ấy đâu rồi? Chị ấy nói là không muốn làm phiền anh nên đưa cơm xong liền đi ngay. Cô nói với bệnh nhân tôi đi sẽ trở về ngay. Dạ được. Đã khỏe chưa?
Giặt có mấy bộ quần áo thôi, mẹ làm xong từ lâu rồi. Có phải là tới giờ ra ga rồi không? Dạ. Số quần áo này mẹ đưa cho ba mặc đi. Đồ tây rồi áo sơ mi nữa hả con? Trời ơi, ba con làm sao mặc cái này sao được? Sao ba không thể mặc được chứ? Loại vải này mềm mịn quá. Ba con á, nếu mà mặc mấy bộ đồ mới này lên á, chắc chắn xinh nổi nhất khu nhà mình luôn cho mà coi. Lần sau mẹ dẫn ba tới đây, chúng ta sẽ ở với nhau mấy ngày? Điều đó đương nhiên rồi. Đợi hai đứa tổ chức đám cưới xong, sau đó đi hưởng tuần trăng mật, mẹ với ba con sẽ tới đây ở lại một tháng coi nhà cho con. Huệ Huệ à, mẹ biết công việc hai đứa đều bận rộn, không có thời gian để làm đám cưới. Nhưng mà ba mẹ đều rất nóng lòng, muốn nhìn thấy hai đứa trở thành vợ chồng thực sự, sau đó sinh ra mấy đứa cháu kháu khỉnh cho mẹ ấm bồng. Thôi mà mẹ. Mẹ với ba con đã già hết rồi, chỉ muốn có cháu để bồng thôi. Mẹ này, nếu như mà con không chịu nghĩ cho ba mẹ thì cũng phải nghĩ cho mình chứ. Cuộc đời này của con, gặp được người đàn ông như Duy Đống chính là phúc phần mà kiếp trước con tu được. Huệ Huệ à, mau đám cưới đi con. Dạ con biết rồi. Con gái mẹ ngoan quá. Mẹ vui lắm. Long Phương, tôi vừa xuống sân bay là tới liền. Trên đường đi cứ nghĩ chúng ta bắt đầu như thế nào, thời gian sắp tới nên làm những gì. Được rồi, bắt đầu từ việc này đi. Hợp tác vui vẻ. Được rồi. Anh thấy sao? Cũng được. Hả? Tôi cứ tưởng tôi là thiên hậu của châu Á, có thể được nhạc sĩ Lâm Phương khen một câu tài nữ. Cô biết không, điều tôi không muốn nhất bây giờ là viết những ca khúc cho những người thiên hậu thiên dương như cô đó. Tại sao vậy? Mấy thiên hậu thiên dương như cô chỉ biết có một chữ thôi: yêu. Những chuyện như động đất, sóng thần, lũ lụt thật không sánh bằng với anh yêu em yêu anh gì đó. Xin lỗi anh, tôi nói một câu thô lỗ anh đừng có để bụng. Tôi lại cảm thấy anh yêu em yêu anh thật sự nó rất quan trọng đó. Cho nên tôi khuyên cô tìm An Tiểu Lộc, tôi không giúp được. Chẳng lẽ anh không cảm thấy vì những thiên tai nhân quả đó chúng ta càng cần tình yêu sao? Những nạn nhân đó, nếu như không được người thân của mình, đồng bào, thậm chí là cả thế giới này chia sẻ tình yêu, họ đã sống tuyệt vọng biết chừng nào. Vậy thì tại sao anh lại muốn giới hạn tình yêu như vậy chứ? Tôi biết rồi. Không lẽ là anh bị bạn gái đá sao? Cho nên mới oán giận tình yêu như vậy chứ gì? Tôi tới đây bàn công việc, không phải tới đây tám chuyện đâu. Được. Bàn công việc, không tám chuyện, không nói nhảm. Vẫn là cô trình dẫn đó. Ok. Bàn công việc, không tám chuyện, không nói nhảm. Vậy quay lại chuyện chính. Lần này tôi tìm anh hợp tác là để biên tập ca khúc cho tôi hát, nhưng trên danh nghĩa thì là ca khúc do tôi sáng tác. Cho nên đây là CD tuyển tập của các mễ nhi, còn về phần ca từ của bài hát tôi giao hết cho anh. Nhưng mà có một vấn đề vô cùng nhỏ, đó chính là
công ty đĩa nhạc của tôi và công ty quản lý của tôi, họ đều đang rất kịch liệt phản đối. Nhưng anh không cần lo chuyện đó. Không ai ngăn được quyết tâm của tôi. Tất cả chi phí chế tác tôi sẽ tự trả. Sao vậy? Cảm động rồi hả? Sao lại tìm tôi? Bởi vì CD đầu tiên của tôi từng hợp tác với anh. Nếu như chỉ là vì vấn đề tình cảm trước đây, tôi nghĩ là không cần thiết đâu. Anh khác quá. Ở trong ấn tượng của tôi, Lâm Phương là một người rất kiên quyết, rất tự tin, chưa từng bị ai ảnh hưởng. Không lẽ anh bị người ngoài hành tinh bắt đi, biến đổi gen rồi sao? Tôi đã nói rồi, tôi là thiên hậu. Thiên hậu đương nhiên phải hợp tác với anh, người viết nhạc đỉnh nhất chứ. Tôi thật sự rất thích ca từ của anh. Vì nó rất phong phú, rất đa dạng và rất sâu sắc nữa. Món này chúng ta dùng củ cải muối đem đi chiên với trứng. Nghe nói đây là món của Đài Loan đó. Ồ, Quang Huệ, sao bây giờ tôi càng ngày càng phát hiện ra cô ra dáng một bà nội trợ rồi. Còn trứng củ cải nữa. Món Đài Loan ngọt ngào quá đi à. Chúng tôi ai cũng bận, không có thời gian ăn cơm ở nhà, thường phải ra ngoài ăn cơm. Nhưng mà tôi thấy ăn cơm ở nhà tốt cho sức khỏe hơn. Ồ, đừng có chặt lưỡi nữa. Nếu như anh có thời gian đứng đó cười tôi, chi bằng tìm ai đó để yêu đi. Như vậy sẽ thực tế hơn rất nhiều. Nè, tôi không tăng ca với anh được đâu. Cô đi đâu vậy? Bây giờ tôi phải đi siêu thị. Đi siêu thị, đợi tôi với. Tôi thích nhất là đi siêu thị đó nha. Tôi xong ngay đây, đợi tôi chút, tôi sẽ đi với cô. Thẩm Quang Huệ, bây giờ cô có muốn biết ba chuyện tiểu sát hạnh thực sự trong lòng tôi là cái gì hay không hả? Tiểu sát hạnh là cái gì hả? Cái này là xuất phát từ người Nhật Bản, chính là thứ hạnh phúc rất thực tế nhưng vô cùng nhỏ bé ở trong lòng. Cô muốn biết không? Hả? Nè. Hả? Anh thấy cái này có được không? Thẩm Quang Huệ, cô đừng hời hợt vô tâm với tôi có được hay không vậy? Hả? Rốt cuộc cô có nghe tôi nói chuyện không vậy? Tôi nghĩ có lẽ là cô đang muốn biết ở trong lòng tôi ba chuyện tiểu sát hạnh thực sự là gì, đúng không? Ồ, tôi vô cùng muốn biết. Cậu có xin anh không? Đó mà nói cho tôi biết đi mà. Nếu như mà cô muốn biết tới vậy á, thôi thì tôi đành miễn cưỡng tiết lộ cho cô biết. Chuyện đầu tiên là chính là khoảnh khắc cô vừa tỉnh dậy trong giấc ngủ. Lúc cô còn mông lung chưa tỉnh táo lắm, mở mắt ra bất chợt nhìn thấy gương mặt của anh ấy. Duy Đông, anh xem em bớt sốt chưa thôi. Em ngủ tiếp đi. Cảm ơn anh. Còn chuyện thứ hai, chính là những lúc anh ấy bị bệnh, cô âm thầm làm những việc nhỏ cho anh ấy. Sau khi anh ấy khỏi bệnh, anh ấy nói với cô: cảm ơn. Quang Huệ, anh cứ làm việc của anh đi. Cảm ơn em. Anh nói không sai. Thứ nên cảm ơn chính là lần bệnh này. Và chuyện thứ ba, chính là chuyện ghê gớm đóng vai trò quan trọng nhất đó. Chính là vào những ngày hai người nghỉ lễ ở nhà, cùng nhau đẩy chiếc xe này đi dạo siêu thị như vậy, không bận tâm đến bất kỳ ai.
Nhưng mà bây giờ người bên cạnh tôi là cô, cái cảm giác hạnh phúc đó dường như giảm đi một nửa rồi đó. Không phải, không phải, giảm 3 phần. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất là vui. William, nếu như bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là một chút thôi, cũng là nhờ anh mang tới. Anh William mà. Ê, được rồi, Thẩm Quan Huệ, cô đừng có đem điệu bộ ổng mèo ra xài với tôi nha. Tôi cảnh cáo cô, nghe cho rõ đó. Trước khi cô trở lại như bình thường, nên tránh xa tôi ra một chút hả? Tôi biết rồi. Tôi đã nói là cô đứng yên rồi mà. Không thôi lại lây bệnh cho tôi nữa. Cái căn bệnh hạnh phúc đó. Coi như có lương tâm. Cuối cùng cũng thành công. Đúng vậy. Bác sĩ Tôn có điện thoại. Được, cảm ơn. Bữa cơm tối nay, gà ba ly, cơm thịt muối, trứng củ cải, lạp xưởng Đài Loan. Anh có mùi sâm bên. Được, em nấu gần xong rồi. Được. Nè, anh ra ngoài đi, đứng đây sẽ ám mùi dầu mỡ đó. Vậy để anh đi khu rượu ha. Được. Đậu que dồi dào khoáng chất vitamin, dùng để nấu súp sẽ dậy lên được mùi vị rất độc đáo, thơm ngon. Bình thường làm việc cũng tùy hứng vậy sao? Không phải là tùy hứng mà là hưởng thụ. Uống rượu là hưởng thụ, ăn uống là hưởng thụ, cùng anh ngồi xuống và nói chuyện cũng là hưởng thụ. Còn ca hát chính là hưởng thụ trong hưởng thụ. À phải rồi, chúng ta nói tới đâu rồi? Mơ một giấc mơ. Phải, tôi mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy tôi biểu diễn ở sân vận động Đài Bắc. Khán giả ngồi chật kín trên khán đài, và tôi được người ta đưa ra giữa sân khấu. Khán giả bắt đầu gọi to tên tôi, làm tôi rất vui. Tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào họ. Nhưng mà đúng lúc tôi định cất tiếng chào khán giả, tự nhiên tôi phát hiện tôi không thể nào cất tiếng được. Tôi gào thét, không có tiếng. Tôi gào thét bằng tất cả sức lực mà tôi có, nhưng vẫn không có tiếng. Sau đó khán giả lần lượt bỏ về hết. Tôi kêu họ đừng đi, hãy ở lại. Nhưng mà cho dù tôi gọi họ như thế nào, họ vẫn không có phản ứng gì hết. Cho tới khi miệng của tôi bắt đầu trướng chút máu, cuối cùng chảy thành một vũng máu. Anh có biết không,
Cũng chính vì giấc mơ đó, tôi mới nhận ra tôi thật sự rất thích ca hát. Nếu như một ngày nào đó tôi không được hát nữa, tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ chết. Nè, còn anh thì sao? Anh có nghĩ nếu một ngày nào đó anh không thể sáng tác nữa thì sẽ ra sao không? Tôi không thích suy nghĩ vấn đề mang tính giả thiết. Cũng đúng, hoàn toàn không thể nghĩ, bởi vì càng nghĩ càng sợ. Chính vì không muốn bản thân suy nghĩ lung tung và không muốn mơ tiếp giấc mơ đó, nên tôi mới hạ quyết tâm phải làm cho được album này. Vì cô muốn làm album để đời cho mình sao? Nếu không tôi sẽ chết không nhắm mắt. Vậy thì có chuyện gì khiến cho anh chết không nhắm mắt? Trước đây khi anh làm bác sĩ thực tập trong bệnh viện, có một anh bác sĩ ngoại khoa đã nói cho anh biết, nếu như người nào làm gãy nút của chai rượu vang lúc khui rượu thì chắc chắn có chuyện. Để em khui thử. Anh nhìn đi, có khó gì đâu. Loại rượu này ngon thiệt đó. Anh thật biết chọn rượu. Có dầm gỗ nè. Cuộc sống lúc nào cũng phải có trắc trở. Giống như bị cảm vài lần. Vậy thì mong đừng gặp một cơn gió lớn. Bây giờ mới biết gọi lại. Anh đúng là đồ ngốc. Các món ăn của Thượng Hải. Anh biết không, có nhiều khi tôi chỉ muốn xem một bộ phim. Tôi không muốn giống như người bình thường, có thể tự do đi vào rạp phim, mua vé, sau đó có thể tự do và thoải mái xem xong một bộ phim mà tôi muốn xem. Chỉ là ước mơ nhỏ bé như vậy thôi, tôi cũng không thể thực hiện được nữa. Nhưng mà có nhiều khi tôi lại tự trách bản thân. Có gì mà phải than vãn chứ. Các Mễ Nhi, sao mày tài giỏi tới như vậy, làm người ta nhận ra mày, yêu thích mày, chú ý mày. Sao mày lại giống như một người mắc bệnh tưởng vậy? Tôi là người của công chúng, tôi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ. Cho nên tôi đành phải trốn ở đây làm hoa tử của tôi. Cái gì? Hoa tử là cái gì chứ? Bộ anh không biết hả? Không phải báo chí đã từng nhắc tới, trước đây tôi đã từng sống ở Nhật Bản 10 năm sao?
Đó là bởi vì công việc của ba mẹ tôi chủ yếu là ở Nhật, nên cả nhà phải chuyển tới Kagoshima. Cũng có thể nói tôi lớn lên ở Nhật Bản. Tôi thật sự rất nhớ Kagoshima và rất nhớ... Sao anh lại ngủ ở đây hả? Làm xong rồi hả? Anh thấy em làm việc mệt mỏi, anh muốn ngồi ở đây cùng với em, nên coi tivi rồi ngủ quên luôn. Làm xong rồi hả? Còn một chút nữa. Anh coi tập tiếp theo đi. Anh đi ngủ trước đi. Không sao, ngày mai anh trực đêm, em cứ đi làm việc của mình đi. Anh đợi em. Em làm xong rồi chúng ta sẽ cùng đi ngủ. Sao vậy? Em sao vậy? Vậy thôi chắc là đúng rồi đó. Ừ, đúng, đúng rồi đó. Nhấn vào nút này, đăng nhập được rồi nè. Ừ, đăng nhập xong rồi mua, rất là nhanh gọn. Nè, đứng lên. Nè, làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Nè. Mời ngồi, mời ngồi. Thôi mình đi, đáng ghét thiệt. Cho chúng tôi một phòng VIP. Xin lỗi, phòng VIP đã được đặt hết rồi. Anh làm ơn đợi một lát nha. Cô gì ơi, mới tới hả? Biết đại ca của tôi là ai không? Cậu chủ điền của tập đoàn dầu khí Điền Thị. Đại ca của tôi không thể đợi một giây nào. Cô đã hiểu chưa? Hả? Xin lỗi. Tôi sẽ nhờ nhân viên xác nhận lại ngay. Anh ta là ai vậy? Chắc chắn là đứa con trai vô dụng của ông chủ tập đoàn dầu khí rồi. Chỉ là hát karaoke thôi mà, phải đợi bao lâu nữa vậy? Đại ca, sắp xong rồi. Anh đợi một lát nha. Đã làm ăn thì cần phải nhanh chóng hiệu quả, biết chưa? Những cái chỗ làm ăn chậm chạp như vậy, các ngươi có tin ngày mai tôi mua lại rồi đuổi các ngươi đi không? Cậu chủ thì sao chứ, cho dù là con trai của thị trưởng cũng phải xếp hàng, đúng không? Ây cha. Ây cha. Ây cha cha. Ai mới vừa lên tiếng? Hả? Ai mới vừa lên tiếng? Ai mới lên tiếng? Tôi nói, sao hả? Anh nói sao? Tôi nói đó. Anh hãy nói lại một lần nữa coi. Bởi vì lúc nãy tôi vẫn chưa nghe được rõ. Sao hả? Anh không phục sao? Kêu ba anh lấy tiền đi đánh chết tôi đi. Nói anh biết, không có ba anh, không có tiền, anh không là cái gì hết. Thôi, bỏ đi. Thôi mà. Đại ca. Đừng có nói nữa. Đại ca. Không sao. Tại sao tôi phải kêu ba tôi lấy tiền đánh chết anh? Lãng phí tiền bạc của tôi. Anh là cái thá gì chứ? Muốn biết tại sao phải không? Tại tôi có đạo đức hơn anh. Tại tôi có văn hóa hơn anh. Tôi không như ba mẹ anh, chỉ biết sinh anh ra mà không biết dạy.
Loại người như anh làm cho cả Thượng Hải mất mặt. Anh tỉnh rượu chứ hả? Tỉnh rồi. Tỉnh rượu rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Là còn biết đau nữa hả? Con còn đánh nữa đi. Đánh chết sẽ không đau. Muốn đánh nữa không? Tôi đã bị đánh như vậy rồi, con có thể nói chuyện nhẹ nhàng với tôi được không? Cô cái gì? Cô đó. Có phải cô đã cho tôi uống thuốc gì hay không? Tại sao tôi lại giống như là hoàn toàn gục ngã, hoàn toàn say mê trước sắc đẹp của cô vậy? Xin lỗi anh nha, anh không phải mẫu người của tôi. Tôi không muốn làm bạn gái anh chút nào hết. Bây giờ tôi sẽ nể tình mấy bông hoa đáng thương tội nghiệp đã bị tôi nhẫn tâm ném vào thùng rác. Tốt bụng khuyên anh một câu, đừng kiêu ngạo nữa. Mấy cậu chủ giống như anh á, chỉ là những kẻ vô dụng thôi. Cậu chủ thì sao chứ? Có phải tôi muốn làm cậu chủ đâu. Anh không muốn hả? Nếu vậy thì ngày mai anh cắt đứt quan hệ với ba của anh luôn đi. Đi tìm việc làm. Tại sao phải làm như vậy? Cô nói như vậy là không công bằng rồi. Công bằng hả? Anh sinh ra đã ngậm muỗng vàng rồi, để người khác hầu hạ anh, báo chí tâng bốc anh, suốt ngày ăn chơi xài tiền như nước. Anh mà cũng đòi công bằng làm gì? Anh phải ra đời coi thử thế giới hiện thực ra sao kìa. Anh thấy những người bán hàng rong chưa? Anh thấy cô bé bán qua trước cửa chưa? Anh là công bằng với người khác. Anh có tư cách gì chứ? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh vẫn còn chút lương tâm, trước khi ra về hãy mua hết hoa của cô bé đang đứng trước cửa, coi như tiền thuốc của anh, biết chưa? Ê, cô đi đâu vậy? Tôi còn chảy máu mà. Nè. Tôi thừa nhận, tôi hơi kiêu ngạo một chút. Ok, tôi rất là kiêu ngạo, nhưng mà tôi không phải là người xấu. Phải, ngay từ nhỏ miệng tôi đã ngậm muỗng vàng rồi. Nhưng thực ra làm sao cô biết, so với mấy người bán hàng rong và so với mấy cô bé đi bán hoa, tôi hạnh phúc vui vẻ hơn họ. Phải, anh không hạnh phúc không vui vẻ, hát karaoke bao nguyên quán, trên đời này có ai khổ bằng anh không? Anh nói không hạnh phúc chút nào hả? Mẹ tôi qua đời khi tôi mới được 2 tuổi. Lúc tôi còn đi học ở nhà trẻ, tôi nhìn thấy bạn tôi ai ai cũng có mẹ. Cho nên tôi ngây thơ và nghĩ rằng vú nuôi ở nhà chính là mẹ ruột của mình. Rồi cho tới một ngày, con trai của bà ấy bị bệnh. Bà ấy nói phải chăm sóc con trai. Ngay lúc đó tôi mới biết, bà ấy không phải mẹ tôi. Sau đó tôi có hỏi ba tôi. Tôi hỏi mẹ con đi đâu rồi. Cô biết ba tôi nói gì không? Ba tôi lấy một tấm hình của Cung Lợi đưa cho tôi coi, và nói đó chính là mẹ tôi. Vậy mà tôi tin. Có lần xem một bộ phim thấy Cung Lợi, tôi nói với tất cả bạn bè ngồi bên cạnh tôi, tôi nói người này là mẹ của tôi, người này chính là mẹ của tôi. Họ cười tôi. Rồi tôi đánh nhau với họ. Nhưng tôi không cao lớn bằng họ, nên tôi không thể đánh lại họ. Từ đó về sau, có rất nhiều người muốn làm mẹ tôi. Tất cả những người phụ nữ ba tôi dẫn về đều sờ đầu tôi và nói rằng: con trai đáng thương à, sau này hãy cho cô làm mẹ của con nha. Nhưng mà trong đa số bọn họ, không có ai đưa tôi tới trường học, và cũng không có ai đón tôi lúc tan học hết. Và cứ như vậy, từng người một đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Ừ,
Nhưng ít ra thì bà của anh cũng tốt với anh đúng không? Phải, bà của tôi rất tốt. Với tôi mà nói, bà là máy rút tiền của tôi. Bà có thể giúp cho tôi có được mọi thứ và làm được mọi chuyện mà tôi muốn làm. Tôi còn nhớ có một lần, ba tôi say rượu về tới nhà và nói với tôi: cậu là ai vậy? Tôi nói: con là con trai của ba nè. Biết ba tôi nói gì không? Ba tôi nói: à, con cao như vậy rồi sao? Nên những điều cô nói với tôi rất đúng. Ông trời rất công bằng. Ông trời đã cho tôi tiền xài nên phải cướp một chút hạnh phúc của tôi, coi như là trừng phạt. Vậy cũng đúng thôi. Còn nhiều khách đang đợi tôi. Tôi phải đi đây. Ừ, bye. Sau này anh đừng uống rượu nữa.